Chào cả nhà. Chiều nay quay cho cả nhà xem đường phố ở từ cầu Bến Tre, ý lộn, cầu Hàm Luông. Đó, buổi chiều nè. Đẹp chưa? Chiều nay đứng trên cầu Hàm Luông dòm xe chạy ra nè. Lưa thưa. Nay là ngày thứ ba. Ngày thứ ba của giãn cách xã hội. Xe bây giờ nó không có nhiều. Nhìn nó lưa thưa. Lâu lâu có vài chiếc thôi. Xe gắn máy là bây giờ là ít. Chỉ có xe tải, container. Xe chỉ có mấy xe đi hàng quá đó mới có đi. Còn xe máy giờ là hết rồi. Giờ này là 5 giờ mấy chiều rồi mà trời còn đẹp không? Đứng không thấy xe chạy nhiều. Dòm dưới sông nè, nắng lên nhìn đẹp không? Đó. Chưa? Nhìn nắng nhìn xuống sông đồ đẹp không? Đó. Đã chưa? Nè, dòm lên cầu dòm thấy không có người luôn. Vắng tanh luôn á. Nay ra cầu không còn thấy người đi câu cá. Còn mỗi khi là ra là thấy người đi câu cá. Nhiều dữ lắm. Chiều ra đứng câu cá còn giờ là không có luôn. Chiều nay nắng quá trời đẹp luôn á. Nhìn xuống mé dưới nè. Cồn ốc. Thấy không? Đó, xe đó là xe chở toàn là hàng hóa không à. Đâu có cái này là hướng này á, là hướng đi về Trà Vinh. Hướng đi Trà Vinh á, giờ đi xuống ngay phụp ở dưới cái co đó là có cái chốt kiểm dịch. Đó là có chốt kiểm dịch ở dưới đó đó. Giờ chạy xuống là nó sẽ vướng chốt kiểm dịch. Xe giờ đi hàng quá thôi chứ xe khách đồ cũng không có luôn. Hết xe khách luôn à. Rồi, thôi tạm biệt mọi người. Giờ mình đi về. Quay cho mọi người xem tình hình buổi chiều trên cầu Hàm Luông. Nó trong ngày thứ ba giãn cách. Nay là 3 ngày rồi. Người ta đi lại giảm rồi. Rồi, tạm biệt mọi người nha.